Hẹn hò gặp nhau lúc đầu là gia đình cho chỉ cho em đứng ở ngoài thôi. Ở trước cửa nhà là có bảo vệ đứng canh luôn. Trời ơi, sao lại làm gì xấu? Khi mà mình nhìn cái mình muốn phải nói chuyện liền, lúc mà nói chuyện gì cũng hơi lạnh lùng á mà. Em thì em thích tiếp người là lạnh lùng. Càng lạnh lùng thì mình càng muốn phải có được. Thì em không biết một cái lý do nào mà em lại nằm mơ thấy ổng. Thì đó ông Tơ bà Nguyệt đưa đường dẫn lối đó. Em mà em nằm mơ đúng 10 ngày liên tục luôn. 7 ngày là nằm mơ thấy hai đứa đi chơi bình thường thôi. Là có 3 ngày là nằm mơ thấy đám cưới là em thấy rõ mặt của mẹ em ở trên sân khấu luôn. Và sau cái đám cưới là thấy là ông này ẵm một đứa con. Rồi xong rồi cái em hỏi là ủa con ai vậy? Cái ông kêu con em mà sao em hỏi anh vậy? Trời ơi. Nhưng mà không thấy được mặt đứa bé. Mời hai em giới thiệu về mình. Em xin chào chị Hồng Vân và chào anh Quốc Thuận. Đó. Em tên là Nguyễn Phú Thành Tâm, thì năm nay em 23 tuổi. Em đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, hiện tại hai vợ chồng em đang làm YouTube và kinh doanh thời trang. YouTube như là mảng gì em? Dạ, mảng về gia đình và cuộc sống hàng ngày. Vậy hả? Dạ. Mời em. Em chào cô, em chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Em tên là Phạm Trường Nguyễn Minh Anh. Em năm nay 21 tuổi. Trời ơi, mình chưa 21 tuổi hả? 21 nhỏ xíu hả? Trời ạ. Ủa anh thấy hai em rất là quen nha. Có một cái đám cưới nó rất là nổi bật trên các trang mạng truyền thông đúng không? Dạ, thì cách đây một năm. Một năm. Tôi có coi đó, mà tôi không có được đi dự đó. Mà cái tiệc cưới đó ta nói là rất là nhiều các nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng đúng không? Dạ, đúng rồi. Khai thiệt đi, khai thiệt đi. Xuất xứ của cô là con của ai? Dạ, con là con của Ba Minh. Ba Minh nhựa đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ kể cho anh Thuận nghe coi, hai đứa lần đầu tiên gặp nhau và có điều gì ấn tượng với cái người bạn mà đối diện với mình? Thì anh kể anh kể 5 năm trước đi. Dạ thì 5 năm trước anh kể chuyện 5 năm trước hả? 5 năm rồi là. Ghê thật, tôi mới 18 tuổi. Chàng trai 18, lúc đó là em chưa 18. Đúng vậy, không? Vậy lúc chưa? Đó là em còn đi học giữa năm 11 và năm 12. Thì em có quen Minh Anh trên Trời. Facebook. Thì hai đứa mới hẹn hò gặp nhau. Lúc đầu là gia đình cho chỉ cho em đứng ở ngoài thôi. Ngoài hàng rào hay là ở ngoài cửa là ở trước cửa nhà là có bảo vệ đứng canh luôn. Trời ơi. Sợ em làm gì xấu. Mà lúc đó em đi bằng gì nè? Dạ em đi xe máy chiếc cúp 50 bình thường á. Rồi sao? Dạ, sau khoảng 1-2 tuần kiểu thấy em cũng hay qua lại với vậy, đứng buổi tối ở ngoài thì cũng hơi nguy hiểm á, nên bà nội của trời mới cho em vô nhà là chỉ cho ngồi ở dưới thôi. Cứ như vậy là cứ quen 2 năm trời. Nhưng mà hỏi Choi nè. Dạ. Em ấn tượng gì với bạn này mà là em lại đồng ý quen bạn này? Dạ lúc đó là qua Facebook thì nhìn bạn này kiểu như là khi mà mình nhìn cái mình muốn phải nói chuyện liền. Lúc mà nói chuyện thì cũng hơi lạnh lùng á mà. Em thì em thích tiếp người là lạnh lùng. Càng lạnh lùng thì mình càng muốn phải có được. Là lúc đó chị nói chuyện qua Facebook thôi. Dạ đúng rồi. Rồi xong đến cái hôm mà gặp mặt ở ngoài đời á, thì cái ấn cái cảm xúc đó còn không? Dạ vẫn còn, giống như cái cảm xúc mà bây giờ khi mà mới gặp lại cũng vậy. Vậy hả? Dạ. Nhưng mà anh muốn biết là cái lúc mà hai đứa ngồi nói chuyện với nhau đó, thì ảnh có toát ra cái vẻ lạnh lùng không? Dạ không, khi mà hai đứa đang quen nhau á là ngày nào là cũng gọi video với nhau hết á. Là gặp nhau mà thường xuyên tới mức mà tối á video để đi ngủ luôn. Trời ơi. Mà cái khoảng thời gian đó kéo dài bao lâu? Là chỉ dạ, khoảng... có 2 năm. 2 năm. 2 năm trời mà ngủ video call với nhau luôn. Dạ, đúng rồi. Sau 2 năm đó là được biết là Choi đi du học bên Mỹ thì chia tay 5 năm. Đúng 5 năm. Đúng 5 năm. Cái khoảng thời gian đó là lúc chuẩn bị hè là em chuẩn bị về thăm gia đình á. Thì em không biết một cái lý do nào mà em lại nằm mơ thấy ổng. Thì đó ông Tơ bà Nguyệt đưa đường dẫn lối đó. Em mà em nằm mơ đúng 10 ngày liên tục luôn. 7 ngày là nằm mơ thấy hai đứa đi chơi bình thường thôi. Là có 3 ngày là nằm mơ thấy đám cưới là em thấy rõ mặt của mẹ em ở trên sân khấu luôn. Và sau cái đám cưới là thấy là ông này ẵm một đứa con. Rồi xong rồi cái em hỏi là ủa con ai vậy? Cái ông kêu con em mà sao em hỏi anh vậy? Trời ơi. Nhưng mà không thấy được mặt đứa bé. Thì lúc đó là Choi mới kiếm em, nhắn tin cho em. Đó mới hai đứa mới nói chuyện xong rồi Choi mới kể là nằm mơ vậy. Mơ như vậy đó. Nhưng mà lúc đó là hai đứa đã có người yêu chưa? Cái lúc trong thời gian của mình là em không có quen ai hết. Lúc mà Choi kiếm tính em á là lúc đó em đang độc thân luôn. Là may mắn như vậy. Bao lâu thì em mới dẫn Tâm á chính thức ra mắt gia đình của mình? Không, là cái lúc em nhắn tin là mẹ biết, là mẹ biết là đang có tình yêu mới. Tại vì nhìn mặt vui lắm, lúc nào cũng nhắn tin hoài à. Cái mẹ mới hỏi là quen ai vậy? Cái em mới kể là Tâm. Con vẫn quen người đó à? Dạ, cái xong mẹ hỏi là biết em từ trước rồi. Ừ đó thì dạ, biết rồi. Cái mẹ mới thấy là hai đứa quen nhau chắc cũng mấy tháng á. Xong mẹ mới kêu là thôi chắc đi chơi chung đi. Thì hai có đứa có kể cho mẹ giấc mơ không? Dạ có. Mẹ thì nói mẹ mới kêu là giống như cái đó là một cái duyên. Duyên tiền kiếp đó. Đó. Duyên tiền kiếp.
Bạn này chắc hồi kiếp trước á đi mua nhựa. Quá nhiều rồi, không phải tiền. Mất nợ, mất nợ, kiếp này trả. Kiếp này phải trả nợ kiếp cho gia đình. Phải trả cái tiền nhựa đó, chắc chắn luôn rồi. Dễ thương quá. Rồi hai em như lần là... đầu tiên luôn á, lần đầu tiên mà kiểu mà có một câu chuyện mà lạ lùng sủng vậy luôn á. Dạ. Yeah. Người là bao 5 năm gặp lại, chắc chắn là anh Tâm này trước khi cưới em chắc phải là cũng phải ngọt ngào, rất là lãng mạn. Dạ em là cái con người mà nhạt nhẽo lắm, không có thể hiện được cái tình cảm á, giống như là mình chỉ vẫn cứ lạnh lùng vậy đó. Dạ, ủa gì vậy thì để đi đến cái chuyện hôn nhân thì nó như thế nào? Là em lúc nào cũng nếu không cưới là thôi á nha, là đi lại có người khác cưới đó. Ngỏ lời, ngỏ lời. Vậy hả? Em là người ngỏ lời chứ không phải là ổng. Là đã chụp hình cưới rồi mà tại sao không thấy cầu hôn thế nào hết chưa? Cứ ngồi buồn bực ở trong người hoài. Là em và ekip là đã chuẩn bị trước rồi. À vậy hả? Trước cái ngày đó là phàn nàn em dữ lắm. Nhưng mà dạ, ông nội em á, hoặc là bà nội em á, có một cái điều kiện gì với cái chàng rể này không? Chàng cháu rể này. Dạ có, một cái điều kiện là có chịu ở rể không? Tại vì là bên gia đình Tâm cũng có nhà, chứ mà không có nhà là đáng ra em phải làm dâu. Nhưng mà ông nào hỏi là có chịu làm rể hay không. Tại vì làm rể là người ta sẽ nhìn và người ta bàn tán và nói ra nói vô rất là nhiều. Thì Tâm lại đồng ý. Thì tại vì ông nội kêu là nếu mà đồng ý thì mới cho cưới, còn không thì không cho cưới. Ôi lấy nhau được năm rồi phải không? Dạ, dạ. Ừ. Có tin vui, vui chưa? Không? Dạ. Có em bé kia chưa? Dạ, dạ có em bé rồi, con gần 1 tuổi rồi. Ồ, nằm bao đó. Là có đúng như, có thấy giống như trong giấc chim bao không? Dạ đúng rồi. Dạ đúng. Anh hỏi thêm nè, em thấy cái hình ảnh mà lúc Tâm bồng em bé đó là tất cả, là ngay cả lúc đám cưới và ngay cả lúc bồng con là giống y hệt trong mơ luôn á. Sau khi mà sâu chuỗi lại câu chuyện rồi, em rõ ra gà nè. Tôi rõ ra gà nè. Đó, quay lại cái câu chuyện chính của dạ, chương trình là sau khi đám cưới về, cái tật xấu của cái người bạn đời của mình nó là cái gì? Cho em dạ, trước đó. Thì em nói trước là trước khi mà cô em đi, trước khi mà cô em đây là nhẹ nhàng tình cảm. Còn bây giờ cưới về là giống như là bị chết rồi, mình suy nghĩ chết rồi, mình dính bẫy vậy. Dính bẫy luôn đúng không? Làm sao nè, bộ hay la em lắm hả? Dạ la thì la đúng, nhưng mà vô đố lên á, kiểu như là hả, dạ sao vậy sao. Đó thì mất được có đôi lúc thì hay trẻ con, nhưng mà cái đó em thấy rất là dễ thương. Cái đó không được tật xấu, dễ thương. Có gì nữa nè? Rất là thích màu hồng với lại hoạt hình á, giống như là ví dụ trang trí hay gì là ý kiến chung này, còn này là cái ra giường á là màu hồng luôn. Là em có nghĩa là mặc định luôn. Gia trưởng, gia trưởng. Tự làm theo ý mình, áp chồng đúng không? Không cần phải hỏi ý kiến. Mua về rồi, mua về rồi. Nói là anh ơi, rồi. Em mua đây. Đồ hồng. Bây giờ tới choi đó. Cái lúc mà nói chuyện á là mình cần ổng trả lời, nhưng mà ổng không có trả lời thì đó là lý do sao mà làm lớn chuyện lên. Ổng cứ kiểu im thì ổng cứ nhìn chỗ khác, còn không thì ổng bấm điện thoại, thì mình cảm giác là mình không có được tôn trọng gì hết trơn á. Ổng cũng không có lãng mạn nữa. Cái đó là thật xấu đó. Ảnh là có mua hoa, là có làm bất ngờ hết, nhưng mà mọi hành động của ổng là em đều đoán được hết. Cái hôm sinh nhật em là hôm tháng 6, nhưng mà ổng chở em đi học, cái xong cái lúc mà em bước vô trường á, cái em quay lại thì nghe chợt chờ em quay lại, cái em thấy ổng đang cầm cái camera, ổng quay lại cái hình ảnh em đi, cái em nghĩ rồi cái này cầm camera là phải làm cái gì mới cầm camera, giống như những cái hình cái hành động của ổng nó bất cẩn quá. Tại vì là YouTuber mà, đây là YouTuber mà, thành đó là đoán biết liền. Tóm lại đây không phải là tật xấu, đây là tật đáng yêu. Cái như cái quần ngủ của ổng là ổng mặc 2-3 ngày liên tục luôn, ổng không đổi. Cái em kêu là tại sao anh không đổi, em mua quần ngủ cho anh rất là nhiều mà sao anh không đổi. Ổng kêu là tại cái quần này nó mát, nó chứ anh cũng đâu có mặc ra ngoài đâu, nhưng mà là dơ, em không có chịu được. Ở dơ trên giường. Tiếp tục. Ăn uống là giống như là ví dụ ổng ăn cái đó hoài là ổng sẽ bị ngán, mặc dù là ngày nào ổng phải ăn cơm hết. Ngày nào ăn cơm, em không muốn tập trong cái tính là ăn phở, em không thích. Ngán cơm nhưng mà có bao giờ là thèm phở không? Ngày nào cũng đòi hết á. Đòi ăn mấy cái đồ nước kiểu như là kêu là ăn ngán cơm quá rồi. Đó, thì là nhơi rồi khó tính, kén chọn nữa. Đó, khó tính trong ăn uống. Rồi nhiều khi ngồi ăn á, ngồi ổng kiểu em không thích được cái tật mà chép miệng. Nhai nhép nhép phải không? Nhép nhép đúng không? Cái này phải bỏ. Ví dụ mà có nhiều người quá thì đừng có ở. Nó kỳ lắm, em không có chịu được. Nhiều khi đang ăn cái ở mà nó ở liền. Em nghĩ là thoải mái ở nhà liền thôi. Nó đã lắm em. Ngoài nó... Thoải mái ở nhà, nhưng mà chịu em đang ăn ngon, cái ông ở cái hết ngon rồi để đồ ăn xuống. Rồi anh hỏi này, trong cái việc mà chăm con á thì Tâm như thế nào? Không, cái đó là không có nói tật xấu được luôn. Ổng chăm con là số 1 luôn. Quá tốt. Rồi bây giờ nè, nhân đây chị muốn bạn Tâm này thay đổi điều gì? Không có lạnh lùng,
không có mặc lại quần ngủ, không mặc lại quần ngủ phải thay đổi, không được ở, không được ở, không được chép miệng. Nghĩa là anh có bao nhiêu tật xấu thay đổi hết đúng không? Dạ. Rồi tới Tâm đó. Tâm, đây là những lời mà anh muốn em thay đổi, là kiểu nhẹ nhàng hơn. Mình chọn cái cách giải quyết nhẹ nhàng đơn giản thì nó sẽ giải quyết được nhanh. Em chọn cách mà khó chịu vậy là thì nó sẽ cứ tồn động trong cái tâm trí của anh hoài luôn. Đúng rồi. Cái điều mà sở dĩ bạn này bạn im lặng á là bởi vì á, bạn không có thích cái kiểu mà em phải la làng lên. Cho nên thay vì ảnh cũng la lại nhưng mà ảnh sẽ chọn cách im lặng. Nhưng mà im lặng cho qua. Nhưng mà đối với Choi là em im lặng là em không tôn trọng. Còn cái lúc mà em nói á thì kêu sao anh nói nhiều quá vậy. Em nói cho cãi cậu. Còn thấy muốn thay đổi gì nữa không Tâm? Dạ không. Nè, nói nhiều thứ nè, nói giống như là một người đi trước để nói cho hai đứa ha. Tâm phải hiểu rằng á, Choi là một cô bé, là một người mẹ khi mà còn quá trẻ như vậy, thì cái điều mà bạn đóng lên á là sao? Thứ nhất là vì tuổi tác, giống như là sống vẫn là con nít mà. Bắt đầu người phụ nữ bắt đầu trưởng thành từ 25 trở lên, thành ra là những cái đóng đó theo chị thì Tâm đừng có để cho nó lắng lại, thì em sẽ bị tổn thương. Em cứ cho như đây là cái bản năng á, bản năng của một cô bé đúng lứa tuổi luôn, nó là bình thường, chứ nó không phải là hàm ý một cái điều gì để cho mình bị tổn thương cả. Còn ngược lại về phía Tâm thì Tâm là một người lại tương đối là chững chạc so với lứa tuổi. Tâm là 23 đúng không? Nhưng thực ra cái suy nghĩ của Tâm là phải là 27, 28, tức là của một người đàn ông đã trưởng thành, đã biết suy nghĩ. Và người đàn ông này là người đàn ông hướng nội chứ không hướng ngoại, sống rất là nội tâm, thành ra là hay bị suy nghĩ. Vì yêu Choi, hiểu không? Yêu Choi mà bỏ qua rất nhiều thứ. Nhưng mà như bạn nói là mọi thứ nó cứ lắng lại, nó đọng lại, và bạn sẽ rất là buồn. Thì khi mà bạn buồn á, bạn không nói ra được á, thì bạn sẽ có những cái biểu hiện từ từ nó sẽ bị tiêu cực với chính bản thân mình, với tất cả mọi thứ xung quanh. Trong một năm này mà hai đứa còn vui vẻ, còn lên đây về là hai đứa quá hay. Tại vì thường một năm đầu trong đám cưới á, mà nhất là với một cái hoàn cảnh nó như vậy á, thì tụi cưng rất dễ bị xung đột, rất dễ bị break, tức là đổ vỡ. Em là phải gọi là chú ý đến cảm xúc của đối phương, còn em thì phải mở ra. Em phải nhớ đây, bạn này là bạn làm tất cả mọi thứ không có hàm ý gì cả. Để chi? Để giữ được cái tình cảm này. Bởi vì thực sự với cái mối tình của tụi em á, nó là duyên tiền định rồi. Ông trời cũng đặt để tụi em phải đi bên cạnh nhau rồi. Và đặc biệt là phải yêu nhau nhiều hơn, và để cùng chăm lo cho đứa con của mình. Nha. Rồi, xin cảm ơn con gái nữa đó. Chừng nào mà hy vọng nữa nhớ báo anh nghe. Cảm ơn hai em đã đến với chương trình Chồng Son. Em là Đỗ Nguyễn Thái Sơn, công tác tại Ủy ban Nhân dân phường 7, quận Bình Thạnh. Còn em? Dạ, em là Minh Nguyên, em làm kế toán. Thế là hai bạn gặp nhau ở đâu? Ở hội trường đảng ủy. Rồi, hai bạn là lúc đó là đang giải quyết vấn đề hay là trong một cuộc hội thảo rồi đó? Dạ, đi tập huấn về điều tra dân số anh. Lúc đó em thì đi hới về một người trong cơ quan, thì lúc đó ngồi cũng cách xa hai bàn. Em cũng không để ý ổng, ổng cũng không để ý em nữa. Nhưng mà cái buổi cuối cùng luôn thì em mới bỏ quên cái hồ sơ ngoài xe. Nhìn quanh nhìn quất thì thấy có ổng ngồi gần. Cái em nói anh ơi, anh giữ giùm em cái túi sách thì em ra em lấy hồ sơ. Mà túi sách em thì đặc biệt là rất nhiều vàng. Anh mà giữ nếu mà mất thì anh phải đền vàng cho em á. Chắc lẽ là ấn tượng chính câu nói đó đúng không? Không, mà lúc đó em cũng hiền anh. Tưởng thiệt luôn. Tưởng thiệt luôn, em lúc đó em ngây thơ lắm. Đưa giữ là em giữ liền anh. Đâu dám để mất đâu. Cái vô cái đưa ly cà phê cho em. Hỏi uống không, đâu có biết gì đâu. Thì cái cũng uống. Nhưng mà nè, chị cảm giác hai bạn á có cái gì ngượng, giống như là còn sượng sùng. Chưa thoải mái. Đúng không? Dạ không, cũng bình thường. Tại vậy hai chồng vậy. Vậy hả? Dạ. Cảm giác đừng có nói là trước khi vô đây là cũng cắn đắng nhau rồi nha. Không có, vui vẻ. Cũng có, bực bội chút ít. Ủa, nãy giờ bực bội đúng không? Thấy chưa, tôi nói có sai đâu. Vậy nè, thường là các cặp vô á là ngồi xuống một cái là anh chồng hay coi là vợ ngồi ăn vị chưa. Rồi nhìn nhau á, một cái. Ví dụ vậy, cặp này tôi thấy không có cái đó. Cặp này mà anh ấy ngồi đúng không? Có cặp này chút không? Họ bây giờ hết chưa? Cũng còn bực tức trong người. Bực tức? Thấy chưa? Em thấy chưa? Lý do. Nói đi chị, giải tỏa đã rồi mình mới vô câu chuyện được. Tại vì nói là bữa nay đi quay ghi hình mà hả, ông có cái người quen ở hàng xóm á, có cái dỗ á, thì rủ qua thì có uống vài ly bia. Mà giờ em nghe mùi rượu mùi bia là em bực bội rồi, em nói
tại sao đi ghi hình. Ở ra người ta kêu ăn thôi thì có thiếu gì lý do từ chối. Ông cứ nói là gần gũi thân thiết không có từ chối được. Em nói không có người không có gì mà không từ chối được, gì mình cũng chả nói được hết đó. Cái xong nó không tính không đi nữa. Mà cái gọi điện lên chương trình, nếu mà vợ chồng em không đi gì có ảnh hưởng không, thì cái chị nó mới nói là có, nên em mới nói thôi vậy đi chứ còn bực bội lắm. Còn bực bội lắm. Còn bực không? Bây giờ còn bực không? Bởi vì ông lấp liếm thấy chưa? Không có gì đâu chị, không có gì, nhưng mà rõ ràng nhìn cái thái độ là chị cảm nhận được liền. Nhưng mà bây giờ khi đã lên đến đây rồi thì cái bực tức đó em bớt chưa? Dạ bớt rồi. Bớt rồi phải không? Chưa, bây giờ mình bớt mà chưa hết đúng không? Còn tiềm ẩn. Bây giờ vậy nè, để mà tất cả mọi chuyện nó vui vẻ trở lại đi. Bây giờ á, chồng đưa tay ra trước đi. Rồi, vợ đưa tay lên tay chồng rồi, đi. Nắm ngay đi. Rồi, nắm. Rồi làm gì làm đi. Nắm đó. Cái. Dạ. Hôn cái cho lãng mạn cho tôi. Thôi bây giờ không có kỳ, hôn tay không thôi. Chị. Hôn khác được chị. Hôn được, khác càng tốt luôn. Cũng làm gì làm đi. Luôn. Ở thế giới này là cuộc cách mạng đấy. Chị nói thiệt, hôn nhau đi, coi như què, què hoàn toàn đi. Rồi. Đó, rồi. Đẹp quá, chụp lỗi. Đó, thơm cái rồi, đứng hình luôn. Bây giờ là nụ cười thỏa mãn nè, thật sự là hết rồi nè. Bây giờ nè, tiếp tục về cái vấn đề là cái túi nhiều tiếp vàng. Sau khi nhận cái túi đó thì có bị mất miếng vàng nào không? Đâu có miếng nào đâu mất. Có gì đâu. Có gì mất có ly cà phê thôi phải không? Mất ly cà phê. Ừ, còn em được gì nữa? Dạ, được đi theo xin số điện thoại. Đó, và từ đó là bắt đầu theo đuổi cô này. Bao lâu thì em lấy nhau ta? Dạ, 3 năm. Ồ. Lấy nhau có gì vui không? Tâm sự sẻ chia coi. Không thấy vui không? Sao vậy? Hôn nhân là kết quả của một tình yêu trải dài trong 3 năm mà sao buồn được? Tôi nói hôn nhân là kết thúc tình yêu. Kết thúc hả? Dạ không phải, là tại vì chồng em có cái là vô tâm vô tư. Hồi mới quen á, ngày nào cũng nhớ hết á. Nhưng mà tới chừng mà cưới nhau rồi là làm như bị mất trí nhớ. Không nhớ được ngày nào hết trơn á. Nên là em đâm ra em bực bội. Sao kỳ vậy em? Giống như em cưới xong mất trí nhớ luôn chị. Kém bị... kém nhớ kém chắc là bị làm gì, bị hận cái gì bởi vì mới bị mất trí nhớ nè, đúng không? Mà nói nghe nè, hồi trước đây là hai người mới lấy nhau là ở bên đâu? Dạ, là ở nhà chồng. Nhà bên chồng. Giữa em với bên gia đình chồng có thịnh hảo cũng có vài chuyện không có hợp ý hợp tình đó, nên thành ra cũng cấn đấm. Bây giờ vậy nè, chị hỏi nè, thứ nhất là tụi em đã có em bé chưa? Dạ rồi. Tức là sau khi lấy nhau về là vẫn ở chung với gia đình chồng. Dạ. Có con ở tại gia đình chồng luôn đúng không? Dạ. Rồi cái cách mà chăm sóc cháu như vậy là theo cái cách của mẹ hay là cách của em? Cái cách của cha mẹ chồng, nhưng mà em thì nó cũng không có thích hợp với hiện tại bây giờ, nên là nhiều lúc hay mâu thuẫn. Một bên là các cụ theo kiểu ngày xưa đúng không? Dạ đúng rồi. Còn em thì là theo kiểu mới bây giờ đúng không? Dạ. Rồi cuối cùng thì ai thắng? Em thấy thôi, cái nào không có ảnh hưởng quá thì em để cho ông bà cứ chăm theo kiểu ông bà, còn cái nào mà em ấy thì em nói là như vậy không có được, em phải chăm theo kiểu của em. Vậy rồi mỗi lần như vậy là mâu thuẫn xảy ra đúng không? Dạ. Những cái lúc mà mẹ em với lại là vợ em á có những cái xung đột như vậy thì em xử lý như thế nào? Em đứng về phía mẹ ai về phía vợ? Nói chung là bây giờ cũng khó xử, em cũng không biết đứng về phía ai, bên ai bỏ ai, mà mấy cái vấn đề này nó rất là nhức đầu. Thì cũng không biết xử lý làm sao, thôi gặp mẹ thì nói theo mẹ, gặp vợ nói theo vợ cho, chứ bây giờ cũng không biết sao, thôi cuối cùng hai vợ chồng ra ngoài cho chắc ăn. Có như đi ra ngoài ở riêng hả? Dạ đúng rồi. Rồi ra ngoài vậy là ba mẹ chồng có buồn không? Dạ cũng bình thường, không có gì hết, không có phản đối gì hết. Tại vì lúc tụi em cũng muốn có gia đình riêng cho nó thoải mái, thì lúc muốn làm gì làm. Vậy là từ lúc cháu được 3 tháng cho tới lúc mà tụi em ra là trong vòng khoảng 6 đến 7 tháng là em ở chung. Thì nhiều khi em có bị những cái mà giống như stress á, cái áp lực nó quá lớn không? Nhiều lúc căng thẳng, mà căng thẳng giờ em chút hết lên người chồng em. Tính em lại sống nội tâm mà lại hay tủi thân á. Cái nhiều lúc ngồi mình em lại nghĩ về gia đình, em lại khóc hoài. Nghĩ về gia đình mình á phải? Dạ, nhớ nhà. Chị hỏi nè, tại sao lúc đó em không nói cái quan điểm của em cho mẹ chồng em nghe? Em thì lại hay thẳng thắn, em cũng nói dữ lắm chứ. Ví dụ như những lúc mà những cái căng thẳng nhất là nhiều chuyện, nhưng mà ví dụ như chuyện như là nấu cho con bé ăn cháo, em nếm thử em thấy mặn thì em nói ủa cha ơi, cái này cháo này nó hơi mặn á, con ăn được. Thì lúc đó em không có khéo léo á, em nói vậy, cha nói mặn đâu mặn đó, vừa ăn, tại vì người lớn mình ăn cái theo cách người lớn á. Thì em nói mặn thiệt mà, đưa chồng ăn thử đi. Cái mẹ chồng giận, mẹ chồng nói nó mặn thôi đừng cho nó ăn nữa. Vậy á, cái là mâu thuẫn vậy thôi chứ cũng không có gì lớn lao lắm. Vậy hả? Dạ. Nhưng mà có khi nào mà em mâu thuẫn đến nỗi mà em nghĩ là em chịu không nổi rồi, em đòi ly hôn không? Có. Em nói sống mình cho khỏe chứ sống. Lúc đó em hành động như thế nào để bảo vệ cái hạnh phúc của mình? Em cứ suy nghĩ gì không hở tí là suy nghĩ tới cái chuyện ly hôn ly thân gì lum la. Em chưa bao giờ suy nghĩ như vậy, giờ em cứ chỉ có một cái chuyện nhỏ mà suy nghĩ lớn lao lắm, căng thẳng này nọ. Là suy diễn à? Chồng em nói em bị bệnh tưởng tượng là suy diễn đó.
Ủa nhưng mà chị nghĩ những cái mâu thuẫn nhỏ vậy có gì đâu phải ly hôn trời. Không, tại chủ yếu là bản thân ổng á chứ. Hồi đó em lại căng thẳng mà lại chồng mà hay vô tâm, cứ hay đi nhậu mà nhậu vừa nhậu về khuya. Em mà thấy nhậu về khuya là em muốn đập một cái cho chết tươi luôn. Thì xong rồi căng thẳng trong người lắm nên là em bức bối khó chịu lắm, có cái gì trong tay là em quăng cái đó. Rồi có dẫn đến có một ảnh, cái ảnh hưởng đến cái cuộc sống vợ chồng không? Ảnh hưởng rất là lớn. Em mỗi lần em bực bội là em không có, ông đụng vô chỗ nào em cũng bực bội hết á. Nhiều lúc muốn tâm sự mỏng anh vô khều khều nhìn mặt ngầu quá anh đâu dám khều đâu. Em bực bội khó chịu trong người là em không có muốn gần chồng, em ghét. Thời gian nó xảy ra lâu không? Có khi nào nó lâu mà em không có cái mối quan hệ với chồng không? Có khi cả tháng luôn. Tháng luôn rồi, lúc đó chồng sao? Có tới một tháng đâu chị, cũng ba tuần, hai tuần mấy, ba tuần à. Tuần cuối là bình thường. Còn bây giờ thì cuộc sống tụi em dạ, ok đúng dạ. Không? Ổn về mọi thứ rồi. Nói chung là lúc đầu nó có lúc này lúc kia ai cũng vậy. Thì từ từ sau này nó mới quen cái nhịp đó thì từ từ nó mới hòa với nhau. Chứ vợ chồng mới đầu là phải như vậy đúng chứ rồi. Bây giờ dạ, cái nhịp nó đã ăn ý chưa? Dạ cũng ăn ý chút chút anh. Ăn ý chút chút à? Từ từ nó mới, tại càng lâu nó mới càng tốt anh. Đó là cái tâm trạng của em đúng không? Dạ. Tâm trạng của bà xã thì sao? Em thì sao? Tâm sự thiệt cái chị giải tỏa cho trời. Nói chung là chị sẽ chia cái kinh nghiệm cho chị nói thiệt đó. Cũng còn ảnh hưởng đến tâm lý nhiều nhiều. Cái gì ảnh hưởng tâm lý của em? Em cũng không biết nữa, sao em hay bực bội trong người đó, em không biết. Bực bội cái gì? Nó phải có cái gì mình mới bực bội không? Mình bực bội khơi khơi đâu có được. Nhiều lúc em còn không biết em bực cái gì nữa. Trời đất ơi. Vậy rối à. Nói không biết gì mình cũng không biết gì luôn. Không, nãy giờ anh ngồi đây mà anh còn rối luôn. Rồi em lấy chồng em là do ba mẹ em hối hay là sao? Ba mẹ chồng nói là hơi quen lâu rồi cưới đi. Em thấy vậy hơi quen 3 năm rồi. Không cưới nữa chắc chia tay quá thôi cưới luôn. Cưới là vì ba mẹ chồng nói. Thì một phần vì cha mẹ chồng. Nhiều trường hợp nhập lại nhà chứ không phải là vì thương gia đình không. Cũng thương em ổng nữa. Cũng thương ổng, thương chồng. Đương nhiên là phải thương chồng nữa rồi. Thôi bây giờ á, cho cái sự mong muốn thay đổi đi. Bây giờ ông Bụt với lại bà Bụt á là giải quyết tiếp. Anh chỉ nói một điều thôi. Bực cái gì phải nói liền. Bực mà không nói mình bực cái gì là mai mốt là mình bị một cái bực một cái mình nằm tại chỗ luôn á. Đúng rồi. Thôi bây giờ anh chỉ hỏi một điều. Nếu như em muốn chồng em thay đổi thì em muốn điều gì nhất? Quan tâm đến vợ nhiều hơn, tâm lý nhiều hơn. Rồi. Còn em? Em thì mong muốn vậy, em bớt cọc cằn với nóng tính. Hai cái mong muốn này tỷ lệ thuận mà. Tức là chồng cứ quan tâm bà đi à, đừng có vô tâm vô tư nữa. Thì tự dưng bà bớt cọc cằn thôi chứ có gì đâu. Đó là hai bạn tự điều phối cái này nha. Còn cái điều anh Thuận nói là đúng đó em. Em bực cái gì chồng á, em tâm sự với chồng em đi. Em càng tâm sự với chồng em nhiều thì chồng em từ cái đó chồng em sẽ thay đổi được cái vô tâm đó. Thì giờ về vợ không chủ động nói cái bực cho mình nghe rồi thì nhớ lấy lại cái hình ảnh mà hồi nãy đứng trước tất cả mọi người hành động ôm vợ vào lòng. Cưng à, bực điều gì nói anh nghe. Hiểu không? Nghe. Tối nay về làm thử ha. Chút nữa trúng thưởng về làm luôn ha. Rồi, cảm ơn. Con tên là Trần Hữu Đức, năm nay con 33 tuổi. Hiện tại thì con đang làm trong lĩnh vực setup phòng gym. Con sinh ra và hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. À vậy hả? Trời ơi sao con trẻ so với tuổi rất là nhiều luôn đó. Con cảm ơn. Quá trẻ luôn. À rồi mời con. Con xin tự giới thiệu, con tên là Nguyễn Thu Hương ạ. Năm nay con 28 tuổi, sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Công việc hiện tại của con đang là kinh doanh online ạ. Kinh doanh online. Hương ơi, Hương nói lớn lên nha Hương. Dạ. Giới thiệu làm lần nữa mà nói lớn lên nha. Ok. Con xin tự giới thiệu, con tên là Nguyễn Thu Hương ạ. Năm nay con 28 tuổi, sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Công việc hiện tại của con đang là kinh doanh online ạ. Hai vợ chồng nhà này á, sao mà đứa nào cũng trẻ hơn so với tuổi hết. Nói chỉ đầu năm á ha, đầu năm nói những cái lời rất là may mắn luôn. Nhìn con á là cỡ chừng 26, 27 tuổi, còn bé này cỡ 23. 23 rồi đó. Thiệt mà. Nó măng vậy đó. Rất chính xác luôn, nhìn các bạn trẻ hơn số tuổi mà các bạn đang có hiện tại rất nhiều. Rồi bây giờ đầu năm mới thôi, bây giờ kể cho chú cô Vân với khán giả của chương trình Vợ Chồng Son. Bây giờ quay ngược thời gian lại là cái thời gian mà hai con lần đầu tiên mà gặp nhau đó, và để ý nhau và ấn tượng gì về nhau, các con còn nhớ không? Để con vợ con nói trước. Lần đầu tiên gặp chồng con ở sân bay ạ. Lần đó là con ra Hà Nội có việc, thì là anh ấy hẹn đón con ở sân bay. Lần đầu tiên gặp thì thấy là anh ấy rất là hiền. Ít nói nữa. Xí, cô chưa hiểu nè. Có nghĩa là tụi con đang sinh sống ở Hà Nội đúng không? Dạ. Rồi con nói là lần đó là con ra sân bay để con ra Hà Nội công tác là sao? Trước đó thì là con sinh sống ở trong Sài Gòn ạ. Con mới ra Hà Nội ở được 2 năm thôi ạ. Rồi. Với lại là ảnh đón con. Dạ. Là sao, là lúc đó là tụi con đã quen nhau rồi con hẹn ảnh ra đón con à hay sao? Dạ, tụi con chỉ nói chuyện với nhau qua Facebook thôi ạ. Đó. Thì cho nên là phải gọi chính xác là quen nhau trên qua Facebook. Rồi tiếp nè. Thì
Nhưng mà chú hỏi là quen nhau trên Facebook mà là trò chuyện bằng tin nhắn hay là có thấy mặt nhau ở trên Facebook chưa? Ừ, có thấy mặt nhau qua ảnh ạ. Ờ, có gọi video call cho nhau không? Không ạ. Không luôn. Có nhắn tin nhưng mà anh ý nói chuyện nhạt nhẽo lắm, nhà cũng không phải là ngủ của con. Rồi, vậy đó mà lại cho ảnh đi ra đón mình. Dạ. Ở sân bay Hà Nội. Rồi con nói cái cảm giác đầu tiên khi gặp ảnh coi. Con thấy anh ấy rất là hiền. Trông hiền và ít nói lắm ạ. Đấy là chỉ có vậy thôi ạ. Không thấy là đẹp trai, không thấy là dáng người rất là nhon các thứ này kia. Không có một cái cảm giác gì khác ngoài vấn đề là hiền thôi. Dạ, chỉ thấy thế thôi ạ. Nhưng mà hai đứa là quen nhau trên Facebook mà là được bao lâu thì con mới ra Hà Nội? Khoảng gần một năm đấy ạ. Gần một năm trời luôn. Dạ. Nhưng mà nó nghe nè. Dạ. Con hồi đó là tại sao mà con lại kết bạn với cô gái này rồi trò chuyện với cổ? Thực ra là cái giai đoạn đấy thì là con đang độc thân. Thì là con lên Facebook thì mình thấy bạn nào xinh xắn thì mình add. Đợt đấy là con add rất là nhiều, add loạt luôn. Đi. Vâng. Ngoài cô này ra thì mấy chục cô gái xinh đẹp là trò chuyện với con lúc đó. Thực ra lúc ấy add rất là nhiều nhưng mà để mà trò chuyện thì chắc là cũng không nhiều đâu. Cũng có vài cô thôi. Trong đó có vợ mình. Vâng, đúng. Chắc vợ mình là xinh nhất đúng không? Đến bây giờ vợ con là xinh nhất. Có nghĩa là như vậy, là có nghĩa là trong một năm trời tụi con nói chuyện thì cho đến lúc mà gặp nhau ở sân bay, đúng không? Vâng. Thì lúc đó là còn cô nào nói chuyện Facebook với con nữa không? Đó. Hay lúc đó là chỉ còn mình vợ con thôi? Lúc đấy thì là không. Trong quá trình một năm đấy là mình lọc dần. Con lọc hết rồi đúng không? Và cái người cuối cùng là vợ con, và con sẽ là cái người mà đón đưa cô ở sân bay. Vậy thì cái cảm giác đầu tiên của con khi gặp vợ con ngoài đời như thế nào? Tức là khi mà mình thoáng nghe được cái tin đấy, tại vì thực ra là cũng chờ cơ hội đấy lâu lắm rồi, thì mình biết là mình không nên bỏ qua. Thì trước đấy thì con cũng chuẩn bị, ví dụ như là con đi mua hoa, tại vì cái ấn tượng của con khi mà gặp vợ con ấy, hoặc là khi mà xem trên Facebook, xem hình ảnh thì con thấy là vợ con rất là tươi, nhất là cái nụ cười con ấn tượng ngay từ đầu luôn. Thế là con có nhớ là con đi mua hoa hướng dương. Thì con liên tưởng đến cái nụ cười đấy. Thì hôm đấy con mua hoa xong rồi lên con đón vợ con. Khi mà hướng dương. Vâng. Lúc gặp thì sao? Lúc đấy, gặp thì lúc, sao? Lúc gặp thì không? Thực sự là hơn là trên Facebook, tức là rất là tươi và lạnh lùng. Tức là cái nụ cười nhìn, lạnh lùng mà nhìn cái nét rất là đẹp, mà đẹp cổ điển á. Em chị em định nói luôn á. Đẹp cổ điển, đẹp rất là gọi là đồng hồ á, tranh đồng hồ á. Bây giờ hỏi ngoài lề xíu nha. Dạ. Hồi đó giờ con có đi đóng phim hay là quay MV ca nhạc gì chưa? Con không ạ. Còn cái gương mặt này rất là dễ vô dai luôn á. Đúng rồi, nhìn rất mặt là rất hay. Nhìn cái nét của con rất là đẹp. Rồi bây giờ nè, nhìn ở ngoài còn đẹp hơn cả là trên Facebook luôn. Nhưng mà chỉ có điều là nụ cười lạnh lùng quá. Tức là mình cảm tưởng là khi mà gặp người này mình bị bắt vía luôn. Tức là cảm tưởng là giống như kiểu bị thôi miên ấy. Đúng rồi, chắc chắn cảm giác luôn. Con có quên tặng hoa luôn không? Tất nhiên là không quên là tặng hoa hồng. Thế con có suy nghĩ là tại sao bạn ấy lại không tặng hoa hồng, không tặng các loại hoa khác mà lại tặng hoa hồng cho mình không? Thực ra lúc đấy con cũng không nghĩ nhiều đâu ạ. Chỉ thấy là anh ấy cũng chu đáo, cũng mang hoa tặng mình, nhưng mà nghĩ là hơi cầu kỳ. Tại vì là chỉ là đi đón một người bạn ở sân bay thôi thì cũng không nhất thiết phải tặng hoa. Thì thấy là anh ấy chu đáo thôi ạ. Thế rồi thực sự là lúc mà con gặp chồng con, đồng ý chồng con đi đón con như vậy, là con đã có ý định là đây sẽ là cái người yêu của mình chưa? Dạ chưa ạ. Hay là có ý định gì khác? Không có ý định gì đâu ạ, chỉ là làm bạn thôi ạ. Nghĩ là mình ra Hà Nội mình cũng có ít bạn ấy ạ. Thì là muốn có một người, ví dụ anh ấy cũng nói chuyện là khi nào ra Hà Nội thì gặp anh ấy, rồi anh ấy đưa đi chơi rồi đi đây đó ở Hà Nội. Không có một ý định gì hết. Dạ không ạ. Thế rồi sau đó thì sao? Sau đó thì là ảnh tiếp cận con bằng cách nào? Con cua bạn này bằng cách nào? Tính từ cái lúc mà lên sân bay đón đúng không ạ? Thì hôm đấy thì sau khi mà đưa về nhà ngoài này thì con mới hẹn đi ăn. Tại vì trước đấy con cũng tìm kỹ ở trên Facebook ấy, những cái hình ảnh quá khứ, xem là cái sở thích của vợ con như thế nào. Thì con thấy là thích ăn sushi. Thì con mới đưa vợ con đi ăn ngay cái tối hôm đấy. Là cũng đi ăn đến một cái hàng sushi mà con cũng hay ăn. Tức là cái này cũng là cùng sở thích. Đấy, thì mình cũng không có lên kế hoạch gì cầu kỳ lắm đâu. Chỉ là đơn giản là đưa đi ăn rồi nói chuyện thêm thôi. Vâng. Và đêm đó đi tới mấy giờ thì chở cô ấy về khách sạn? Vợ có nhớ nhỉ? Hôm đấy thì cũng đi đến tầm 10, 11 giờ thôi ạ. Cũng không có gì đặc biệt quá, không muộn quá mà không sớm. Rồi sao? Nhà con có ở ngoài đó không? Nhà con có, nhưng mà hiện tại thì cái nhà đó lâu không về nên là nó cũng bụi. Và nó không được tiện nghi ạ. Nên là con ở khách sạn? Ra khách sạn ạ. Rồi đến khi nào thì con mới thấy bạn này quá đặc biệt và mình quyết chí là mình phải theo đuổi và coi như là nắm bắt cơ hội chứ? Làm bạn trai của thực ra là ngay trong hôm đấy luôn. Ngay trong hôm đấy, nãy đã nói là như bị thôi miên rồi. Không thì biết rồi, nhưng mà vẫn chưa có ý định. Đúng không? Em đàn ông sao vậy? Không phải, nhiều khi em nó còn ngại, cháu nó còn ngại. Ngại cái gì? Em ơi, nhìn cái mặt này là không có ngại đâu. Tức là khi mà hổ muốn dồ mồi, hổ sẽ thu mình lại một chút xíu thôi, sau đó là chờ hội ạ.
bắt con ngồi đó là phải vô thôi, không thể nào mà bỏ qua vậy được. Vậy hả? Vậy thì là trong cái đêm đầu tiên mà đi ăn với bạn gái đó, với bạn này đó, thì con có tấn công luôn chưa? Thực ra là không phải là tấn công, mình như là một người bạn thôi, mình bắt đầu một cách rất là từ từ. Người bạn thôi à? Bắt đầu một cách rất từ từ. Em tức là vậy nè, cái câu đó của em phải hỏi cô vợ mới đúng. Còn cái bạn này là ngay từ phút đầu là đã bắt buộc là phải có ý định đeo đuổi rồi, và đeo đuổi một cách gọi là triệt để luôn. Còn cái cách đeo đuổi thì bạn không thể nào mà bạn giống như là bạn có thể là lộ ra liền, mà bạn phải từ từ, mưa dầm thấm lâu, cái kiểu của bạn có làm vậy không? Thực ra cái này con cũng muốn chia sẻ là con cũng không có kinh nghiệm nhiều trong chuyện tình trường đâu. Thế nên là khi mà gặp một người bạn mà mình cũng có vẻ là bắt đầu có tình cảm ấy, hoặc là muốn bắt đầu, thì mình không biết là phải nói chuyện như thế nào, bắt đầu từ đâu. Thế là hôm đấy con mới ngồi con tâm sự, con kể chuyện về người yêu cũ của con. Tức là đêm đó luôn, ngay hôm đấy, tức là ăn xong mình đi uống nước lên, đưa lên Hồ Tây đấy, thì nói chuyện với nhau, kể chuyện người yêu cũ, tại vì mình không biết kể một cái gì khác, chẳng lẽ hai người lại ngồi im thì ngại quá, thế là con mới kể về cái câu chuyện người yêu cũ, mà cho đến bây giờ con thấy như thế là sai lầm. Có nghe nè, lúc mà con nghe tự nhiên một cái ông mới quen ở ngoài đúng không, rồi giờ mới ra Hà Nội, mới đi chơi xong tự nhiên kể một câu chuyện về người yêu cũ, con thấy sao? Thực ra thì là con cũng hỏi, nhưng không ngờ là anh ấy lại kể nhiều như vậy ạ. Tức là cũng hỏi anh ấy thì nghĩ là anh ấy kể một hai câu chuyện thôi, thì mình cũng đưa chuyện theo như vậy, nhưng không ngờ là anh ấy lại kể tiếp. Thế là nguyên tối hôm đấy là anh ấy chỉ kể về cô người yêu cũ thôi ạ. Rồi con khó chịu không? Con không ạ, bởi vì con không có tình cảm gì với anh ấy. Thấy bình thường ạ. Chưa hề có. Dạ. Thế bao lâu thì con có tình cảm với chồng con? Chắc là phải sang ngày hôm sau. Ôi giời, lâu thế. Trời ơi. Hết hồn, trời chán ngán quá. Chán ngán mặt mày luôn. Ngày hôm sau á thì là khách sạn phòng con họ nói là cái phòng con đang ở là có người đặt trước rồi. Họ chuyển cho con lên cái phòng to hơn. Thì cái phòng đó là có hai căn, tức là hai gian ấy, thì nó rất là rộng, mà con thì chưa bao giờ ở căn rộng như thế nên con cũng thấy sợ. Thì con có nhắn tin cho anh ấy là em ở như này thì em cảm thấy sợ. Anh ấy hôm đấy là World Cup nhờ chồng nhờ. Đúng rồi. Thì anh ấy bảo là thế thì để anh sang xem bóng đá ở đấy. Thế là tối hôm đấy hai vợ chồng cũng đi ăn, sau đó là anh ấy về khách sạn chỗ con ấy ạ. Thì là cả đêm hôm đấy anh ấy nằm ở ngoài phòng khách thôi. Nhưng mà gần sáng con thấy là anh ấy cứ ho, thì con mới bảo anh ấy là vào trong phòng nằm. Thực ra vào trong phòng nằm thì cũng có hai giường. Nhưng mà sau đấy thì chuyện gì đến thì cũng phải đến ạ. Là cái ngày thứ hai là hết ngày thứ hai, rạng sáng ngày thứ ba là chuyện gì đến cũng đến luôn. Dạ. À, vậy là nhờ World Cup. Thực ra là lúc lâu đầu quá, là mối tình này lâu quá. Hai ngày rưỡi. Quá là lâu lắm. Chưa được hai ngày rưỡi luôn. Đúng không? Nhưng mà như vậy là con đã có cảm tình với ảnh rồi. Dạ. Cũng đúng có cảm rồi. Tình vì anh ấy rất là hiền ạ. Con thì con thích những người hiền, bởi vì là tính con rất là mạnh mẽ. Con mạnh mẽ lắm, còn anh hiền cho nên là anh muốn gì cũng được chứ. Có nghĩa là sau hôm đó thì hai đứa chính thức là yêu nhau đúng không? Dạ. Rồi con có tranh thủ nói với mẹ và dắt người yêu về gặp mẹ không? Có, tại vì là mình cũng đầu tiên mình cũng chưa biết là bạn ấy vợ con ra ngoài này bao nhiêu ngày. Thì mình cũng phải tranh thủ trước đấy thì tức là trước khi mà ra đón ở sân bay ấy, thì con cũng đã nói với mẹ con là con có người yêu rồi. Tức là bên đấy chưa đồng ý, nhưng mà mình xác định luôn là cô này phải là người yêu, mà nếu mà tốt thì là thành vợ chồng sau này. Chú hỏi thật trước với mẹ rồi. Chú hỏi thật nha. Cái lúc mà cô ấy nói với con á, vâng, là ở khách sạn lớn quá em ở không quen, và cô ấy gửi con lên trên ở khách sạn chung như vậy á, là trong đầu con đã có cái suy nghĩ gì đó nó xa hơn không? Thực ra là chia con sẻ có tính trước không? Không biết là mọi người có tin không, nhưng mà lúc ấy con chỉ nghĩ là thì đằng nào hôm đấy mình cũng xem đá banh thôi, xem bóng đá thôi. Thì mình lên mình xem bình thường không vấn đề gì cả. Với cả đúng là căn phòng đấy rộng thật, tại vì trước đấy là con đi đặt, con tìm khách sạn, con đã chạy vòng vòng con tìm khách sạn cho vợ con trước rồi. Thì một cái phòng rất là bé vừa, nhưng mà sau đấy thì khi nghe tin họ đổi lên phòng to hơn thì mình cũng thấy là mình lên mình xem bóng đá là có vấn đề gì đó. Không, nhưng mà chị tin thiệt á, tại vì cái mùa này đúng là mùa World Cup nè. Cái mùa vừa rồi á là mùng 1 Tết đúng không? Vừa rồi đó chị. World Cup vừa rồi á, thực sự á là mọi người không có khái niệm ban ngày ban đêm luôn. Có nghĩa là ngay cả nhà chị cũng vậy nè. Chú với lại ông ngoại á, trời ơi là coi như là chị sáng đêm luôn, sáng đêm luôn. Rồi sao sáng thì ngủ? Ngủ lúc 5-6 giờ sáng mới ngủ đó. Đúng rồi. Tại vì mấy trận hay toàn là đá khuya không? Đúng rồi. Đúng không? Vâng. Con có thấy qua cái chuyện này rồi là con thấy không? Tính người tính không bằng trời tính. Nếu như người đúng không? Không bằng quên người tính không bằng quên. Mà nếu như con chọn được một cái phòng nhỏ hơn thì chưa chắc gì là các con lại đến với nhau nhanh như vậy. Đúng không? Rồi sau đó làm sao? Đâu, sau đó là có nói chuyện với mẹ về cô gái này rồi có dắt gặp mẹ hay không? Luôn ạ, dắt gặp luôn. Là luôn trong ngày thứ ba luôn. Mẹ trong cái tuần đấy, thực ra con không nhớ cụ thể là ngày thứ mấy. Mẹ gặp bạn này mẹ thấy thì sao? Chứ cô nếu mà cô là mẹ con là cô gặp bạn này cô kết liền luôn. Kết liền luôn á. Cô ơi, thực ra hoàn cảnh của con đã có một đứa con riêng ạ. Nhưng mà rồi sao rồi lúc đó là mẹ phản ứng như thế nào? Anh ấy cũng có về nói chuyện.
anh ấy nói là con cưới vợ nhé. Thì mẹ anh ấy nghĩ là anh ấy đùa. Nhưng sau đó thì anh ấy nói nghiêm túc lại, thì mẹ anh ấy và nói với mẹ anh ấy về hoàn cảnh của con, thì mẹ anh ấy nói là cứ dắt về đây. Thì lần đầu tiên con về thì nói chung là mẹ chồng con cũng không vui vẻ đâu ạ. Tức là bà có rất nhiều băn khoăn. Bà hỏi là thế con liên lạc với chồng cũ không? Có con riêng như thế thì sợ là chồng cũ lại tìm về tìm đến. Thế con thì khi mà mẹ chồng con hỏi những câu như thế thì chạm đến cái tự ái của con, thì con cũng rất là buồn và con chỉ muốn trực khóc thôi ạ. Thế nhưng mà mình cố kìm nén lại. Thì chồng con lúc đó cũng biết là con cũng sắp khóc ấy. Thì anh ấy vội vàng là nhanh chóng để đưa vợ về. Thì khi mà con đi ra ngoài, con đi đến ra ngoài thì con òa khóc luôn ạ. Vì là con không nghĩ là mẹ chồng con lại hỏi nhiều như thế, và con rất là buồn. Nhưng mà sau đó thì sao? Khi mà con đưa vợ con về rồi, con quay lại gặp mẹ đó, thì là mẹ có hôm đấy thì con không về nhà. Hôm đấy con không về nhà. Còn ở bên kia cạnh vợ bạn gái, vâng, đúng không? Con cũng nghĩ, thực ra là con cũng không suy nghĩ quá nhiều. Khi mà con đã nói về hoàn cảnh của vợ con trước khi mà con đưa vợ con về nhà ấy, thì con nói với mẹ như thế, thì mình cũng đã nghĩ là dù là thế nào thì mình cũng sẽ ở bên vợ mình, ở bên người yêu mình lúc đó. Thì hôm đấy thì con thấy là cô ấy thực sự là cần một người, cần mình lúc đấy. Và con cũng hiểu cho mẹ con là mẹ con cũng lo chứ, tại vì là có một cậu con trai mà bây giờ rất là nhanh chóng như thế. Thì những cái câu hỏi mẹ con hỏi lúc đấy thì con cũng không trách gì mẹ con đâu, con cũng hiểu mà. Thì hôm đấy thì đưa về thì vợ con cũng giống như kiểu cảm xúc được đẩy lên quá thì cũng muốn đuổi con về. Nhưng mà con cố níu kéo cũng mất mấy tiếng đồng hồ đấy. Thì khi mà vợ con đã nguôi ngoai rồi thì bắt đầu là cả đêm hôm đấy ngồi nói chuyện và tâm sự nhiều hơn. Hôm đấy là cũng cả hai vợ chồng không ngủ. Có nghĩa là bản thân con là con muốn bỏ cuộc chia sẻ đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Bởi vì con nghĩ là nếu mà mới khởi đầu mà đã gặp khó khăn như vậy, những gia đình anh ấy đã không thích mình rồi thì không thể tiến xa hơn được nữa. Con nghĩ là như vậy ạ. Nhưng mà sau đêm đó rồi thì là hai vợ chồng thoải mái hơn. Dạ. Vì là có như là cũng đang hiểu nhau. Dạ. và đồng cảm với nhau. Dạ. Nhưng mà chú hỏi nè, có nghĩa là trong cái buổi sáng ngày thứ ba đó, dạ, là con đã nói cho ảnh nghe biết là con là anh đến anh ấy có Facebook của con ạ, và con cũng không giấu giếm, biết hết rồi. Dạ, biết hết là con biết trước luôn, từ trước luôn. Vâng, biết. Bây giờ cô muốn hỏi con á, là con vượt qua cái rào cản của mẹ bằng cách nào đó? Thực ra là cũng không khó quá đâu, tại vì là gia đình con tôn trọng mọi cái ý kiến của con thôi. Con là con một, con có một chị gái nữa. Vâng. Thì chị cũng gặp và cho lời khuyên, nhưng mà khuyên theo hướng là không phải là đưa ra bắt mình lựa chọn như nào cả đâu, mà chỉ khuyên và cho mình tự lựa chọn. Đấy, và con vẫn kiên quyết từ đầu đến cuối thôi, từ đầu đến cuối nó không quá là suy nghĩ gì nhiều. Và con chấp nhận là dù mình lựa chọn như này và dù sao thế nào thì mình cũng sẽ vẫn như thế, cũng hạnh phúc với sự lựa chọn đó, đúng không? Rồi sau đó thì con thuyết phục được mẹ. Thuyết phục được ba mẹ con, bố mẹ con và chị gái con, mọi người đều ủng hộ rất là vui vẻ. Trong cái thời gian đầu á thì bố con như thế nào? Thực ra bố mẹ con là quan tâm nhiều hơn. Mẹ còn bố nghe nói chuyện nhiều. Bố con thì không quá là gọi là tức là không quá là hỏi nhiều hay là chia sẻ gì nhiều đó. Tức là giống như theo con nghĩ là mẹ mày đồng ý thì bố cũng đồng ý, đúng rồi. Rồi còn bên về phía gia đình con thì sao? Phía gia đình con thì bố con rất là ủng hộ ạ, vì bố con đã gặp anh ấy một lần rồi. Gặp ở đâu? Gặp ở ngoài Hà Nội ạ, khi mà anh ấy đưa con ra sân bay. Thì sau đó anh ấy về, thì trên đường về thì để trả xe thì có gặp bố con ạ. Thì bố con rất là ưng, bố con bảo thằng này được đấy. Thế con mới trêu là thế con lấy anh ấy được không? Bố con bảo là được, thằng này tao thấy được. Mặc dù là anh ấy lúc đấy là cũng có xăm hình, mặc áo ba lỗ và cũng có xăm hình. Mà bố con cũng tức là ưng luôn ạ. Thế còn mẹ? Mẹ con thì nhìn thì mẹ con bảo là cẩn thận đấy, tao nhìn có vẻ sợ. Lúc đó có nhuộm tóc vàng gì không? Chắc có, và tức là cái phong cách của con là thể thao và hơi bụi phủi. Con thích đi mô tô, tập gym. Và mình thích làm gì mình muốn á. Tức là trên ví dụ mình xăm hình này hay là mình nhuộm tóc các thứ. Tại bạn ấy là thiết kế phòng tập gym mà. Dạ. Đúng không? Dạ. Rồi cái lần quay trở lại Hà Nội lần thứ hai. Dạ. Thì là cái tình hình giữa mẹ của bạn ấy với con thì có cải thiện không? Chị chồng con là người đứng ở giữa để đả thông tư tưởng cho hai bên. Thì con không biết là chị chồng con nói với mẹ chồng con như thế nào, nhưng chị đã hẹn gặp riêng hai vợ chồng và phân tích
là với Đức là khi mà lấy con thì con có con riêng thì sẽ gặp trở ngại như thế nào, và cũng phân tích cho con là anh Đức anh ấy có những tật xấu gì để cho hai vợ chồng có thể lường trước được. Và chị ấy cũng nói là thực ra mẹ chỉ là lo lắng như vậy thôi chứ không có ý xấu gì cả. Thì sau hôm đó thì vợ chồng con cũng hoàn toàn thoải mái, và lần thứ hai đến nhà anh ấy là lần để bàn chuyện cưới, đám cưới đấy. Nhưng mà mẹ thì có kêu về nhà không? Dạ có ạ. Hay là về nhà ở? Dạ mẹ chồng con nói là về ở luôn đi, ở khách sạn làm gì cho tốn tiền. Nhưng mà bây giờ thì cái mối quan hệ của, tức là cái thời điểm đó đó là con có gặp được con của vợ không? Em bé lúc đó là bé trai bé gái mà bé trai ạ, khoảng 4 tuổi ạ. Thế là lúc đó con có gặp được cháu không? Tức là con đi ra mình hay là con đi với bé? Con ra một mình ạ. Còn bay bé thì ở đâu? À con bay Sài Gòn ạ, với bà ngoại ạ. Rồi sao rồi cái mối quan hệ của hai cha con sao? Tức là thời gian đầu gặp thì tức là cậu bé này cũng khá là đặc biệt, tức là cậu ấy rất là tự lập và có những cái suy nghĩ rất là người lớn. Thế nên là khi mà thấy có một cái chú lạ đến và tặng quà chẳng hạn thì cậu bé không nhận. Không tức là từ chối và giống như kiểu tạo cho mình một cái rào cản nhá. Đấy thì con cũng hơi suy nghĩ, tức là mình hơi chạnh lòng một chút ý. Tức là khi mà mình mua quà thì như những đứa trẻ bình thường có thể là sẽ đón nhận và thích thú khi mà được nhận quà. Đấy thì lúc đầu con cũng hơi buồn một chút. Chắc mẹ nó vậy đó. Nhưng mà bao lâu thì là hai chú cháu trở nên cải thiện? Đợt đó con vào Sài Gòn cũng 1-2 tuần gì đó, cũng khá là dài. Thì sau khi mà có một hôm ấy, con buổi trưa con nằm ngủ ấy thì con bị nắng quá. Nhưng mà con ngủ nó không biết, khi con mở mắt ra thấy là cậu bé đang đứng kéo rèm, nhưng mà tức cái rèm nó bị bay, thế là đứng chắn luôn ở cái rèm đấy để cho đỡ bị nắng. Thế là lúc ấy mình thấy là bắt đầu là mọi chuyện nó tốt lên rồi, tình cảm hơn, tức là thực sự là bây giờ con vẫn nhớ, cảm động lắm ạ. Chú nghe thấy cái điều đó chú cũng cảm mà nó bé xíu à, bé xíu. Mới 4 tuổi. Vâng, một tay cầm bình sữa hút, một tay là đứng dựa vào để không cho cái rèm nó bay. Đấy. Hay quá. Mà lúc ấy con ngủ chắc cũng gần 1 tiếng đồng hồ. Rồi bây giờ cái mối quan hệ của hai cha con như thế nào? Bây giờ thì là con trai là yêu ba nhiều hơn mẹ. Thân với ba hơn đúng không? Đúng rồi, ba chơi với con rất là nhiều đúng không? Thế thì bây giờ cái tình cảm giữa con với bố mẹ chồng thì như thế nào? Rất tốt luôn ạ. Tức là ông bà là chăm hai cháu, chăm luôn cả ba cháu. Và coi con dâu như là con gái luôn ạ. Tức là ông bà có món gì ngon là mang sang cho con. Tức là trong tin nhắn Zalo là suốt ngày là Hương ơi, mẹ mới làm món này, con có ăn không? Mẹ có mớ rau này ngon lắm, con có ăn không? Và khi mà ông bà mang sang là rau đã được nhặt rồi rửa sạch sẽ. Thế rồi ông bà đối với con của con á, dạ, như thế nào? Ông bà cũng rất là tốt và yêu thương cháu ạ. Thì có một lần như này, cu nó có cái ba lô bị rách ạ. Thì bố mẹ chồng con nói là phải mua cho nó một cái mới đi, nhưng con nghĩ là nó mới chỉ hơi rách thôi. Thế là hôm sau ông bà đã mua một cái mới cho nó ngay lập tức. Thế cô hỏi nè, cái gọi là lần đầu tiên á mà nó gọi con bằng bố là lúc nào? Sau bao thời gian, bao lâu con tiếp cận với nó? Thực ra là cái thời điểm mà một cậu nhóc 4 tuổi ấy, thì cái này thì chắc là để vợ con cũng chia sẻ luôn, để chồng nói trước. Lúc đấy là bé chưa phân biệt được là ba với bố. Tức là nghĩ là hai cái đấy là hai phạm trù khác nhau. Thế nên là hồi đầu thì ví dụ như con tặng quà thì bảo là bố con mua cho con rồi. Nhưng mà sau đấy thì tại vì con cưới vợ xong là con sinh sống ở trong Sài Gòn. Thì ở trong này lại gọi là ba. Đấy thì cậu bé gọi con là ba một cách hết sức là tự nhiên và bình thường, tại vì nghĩ là ba không phải là bố. Đó. Nhưng mà ý chị Vân muốn hỏi là cái lần đầu tiên mà con được cháu nó gọi mình là ba, lần đầu tiên nghe cái tiếng ba nó như thế nào? Cảm giác của con cảm giác con thích lắm. Cũng khó tả. Hôm đấy thì mình cũng muốn nói chuyện nhiều hơn, để cứ thỉnh thoảng ví dụ như là mình đi đâu đấy hay là đang làm gì đấy mà gọi ba ơi hay là các thứ, cảm giác thì thích lắm. Mà tức là bây giờ là cháu gọi con bằng ba chứ không gọi bằng bố. Đúng rồi. Bây giờ thì cả hai em cũng gọi là ba luôn. Giờ tức là tụi con mấy đứa rồi? Ba đứa rồi ạ. Ba đứa. Một thằng cu đó với hai đứa hai em gái nữa. Hai em gái. Vâng. Wow. Vậy luôn á hả? Vâng. Ủa bây giờ là hai vợ chồng đang sống ở đâu? Hiện tại đang sống ở Hà Nội. Mà trước đây là sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Vâng ạ, đúng rồi. Từ đúng lúc không? Cưới cho đến cái thời điểm mà trước khi có dịch Covid là hai vợ chồng và gia đình là sống ở Sài Gòn. Lúc đó là có được mấy bé rồi? Lúc đấy là có thêm một bé gái nữa. Vào năm 2016. Rồi xong sau đó tại dịch quá cho nên mới bay ra Hà Nội. Đúng rồi, được dịch căng thẳng nhất ở Sài Gòn nhá. Thì là bây giờ ở ngoài luôn. Dạ. Đúng rồi. Rồi bây giờ vô đây. Ở ngoài luôn hả con? Rồi bây giờ vô đây rồi có mang theo ba đứa con vô ghi hình không? Dạ mang hai đứa út ạ. Anh lớn thì phải đi học, thế nên là anh lớn. Vâng. Là ở ngoài đó với ông bà. Với ông bà nội, ông bà nội. Tức là tụi con ở chung với ông bà nội hả? Dạ không ạ, tụi con ở riêng. Ở riêng nhưng mà phải tới gửi ông bà nội. Dạ đúng rồi. Còn hai đứa nhỏ vô đây thì đi quay vậy là gửi ông bà ngoại. Dạ đúng rồi. Tại hai bé là bám mẹ lắm, không thể rời một hôm nữa.
Đúng rồi, hai bà nữ mà. Vâng. Coi như có nghĩa là con cũng què rồi, có nghĩa là thằng trai thì thân với ba, còn hai đứa gái thân với mẹ là què rồi. Xong rồi. Không có đứa nào chạnh lòng hết, đúng không? Rồi, như vậy là khi mà con quay trở lại lần thứ hai ra Hà Nội thì đến bao lâu thì các con mới đám cưới? Lần đó là tính chuyện đám cưới luôn thì sau khi xem ngày thì là vào tháng 11 ạ, con tháng. Mới đám cưới ạ. 3 tháng. Dạ. Coi như từ lúc quen nhau, từ lúc gặp nhau cho đến lúc cưới thì chắc vỏn vẹn có 4 tháng rồi đúng không? Đúng rồi. Thì mới tình này nó lâu dài đó. Lâu dài. Lần thứ hai. Quá trời lâu. Nó chưa tới sao? Đó nó quá trời lâu. Nó chưa rồi hai đứa lấy nhau thì trong cuộc sống đầu tiên lúc mà về ở với nhau mọi thứ nó thuận lợi không? Hay là bắt đầu lúc đó là vì thời gian nó gấp nó nhanh á, thành ra lúc đó là bắt đầu cá tính mới bộc lộ ra, ví dụ như là anh này còn hiền nữa không hay là hết hiền rồi. Ừ. Đó. Dạ. Con vào cái chủ đề đó luôn đi con, thấy vui á. Dạ, đầu năm đó mình khui cái chuyện nó vui lắm. Dạ, thực ra sau khi cưới nhau thì hai vợ chồng sống rất hạnh phúc ạ. Bởi vì là con nghĩ là như những đôi khác là phải có thời gian tìm hiểu vài năm, nhưng mà vợ chồng con thì lấy về mới tìm hiểu. Vẫn yêu thương nhau, lúc nào cũng đi đâu cũng nắm tay nhau và đi ngủ lúc nào cũng phải ôm nhau ngủ. Rất là tình cảm. Cũng không có chuyện gì cô tin. Bởi vì ba đứa liên tiếp đó. Vui vẻ lắm. Hai đứa liên tiếp là lúc đó là ở trong đây đúng không? Đúng rồi. Rồi coi như là đến bao lâu thì có đứa đầu tiên? Sau đấy tức là cái giai đoạn đấy là cái năm đấy cưới xong là bắt đầu vợ có tin vui luôn. Có luôn. Và mình không hỏi cái đó làm gì nữa, bị lạc đề rồi. Bây giờ tiếp tục đi. Đó là phần thật xấu đó đúng không? Đúng rồi. Có nghĩa là bây giờ biết là hạnh phúc rồi. Nhưng mà sẽ lòi ra một số cái mà mình bị bất ngờ. Ví dụ như nãy cô hỏi đó, mới đầu là ảnh rất là hiền đúng không? Thì sau khi lấy nhau về ảnh vẫn còn hiền vậy không? Hả? Hay có những cái tật gì nó lòi ra? Dạ, vẫn hiền ạ, vẫn rất là hiền. Luôn luôn hiền và yêu thương vợ. Bây giờ tôi không tin là người đàn ông này không có một cái tật gì. Thực ra có tật xấu nhưng mà nó nhỏ lắm ạ. Thì bây giờ con cứ kể. Như là chậm chạp, làm cái việc gì cũng chậm chạp. Ví dụ đi, những cái chuyện gì mà nó cụ thể. Chuẩn bị là ra khỏi nhà thì con làm được 10 việc thì anh ấy chỉ làm xong được 1-2 việc thôi ạ. Cái đó là bị ngược đó nha, thường là cái đó rơi vào mấy bà vợ ở đó. Mấy bà vợ bị chậm mà hay bị chậm còm len lắm. Ủa con làm gì mà chậm quá vậy? Thực ra là từ bé là hay là trong quá trình mà con tiếp xúc với nhiều người ấy, thì họ nói con là điềm đạm, thế là con cứ từ tính như thế thôi. Điềm đạm chứ con sau đấy thì vợ con nói con chậm chạp thì con mới bắt đầu là có một cái suy nghĩ về cái điềm đạm của mình đúng không? Một cái điềm đạm với cả chậm chạp nó giống nhau hay không? Mà bây giờ con đã tăng được cái tốc độ lên. Cũng có cải thiện đấy ạ. Có không con? Tại vì vợ con luôn luôn là đốc thúc, mà cứ vợ con vừa làm 1, 2, 3, 4 việc thì lại vừa quay sang để nhắc nhở con. Nhưng mà có bao giờ la con không? Có chứ ạ, nhiều ạ. Hay mắng. Hàng ngày. Rồi chậm chạp nè. Đó. Tiếp nữa. Không biết nấu ăn ạ. Không biết nấu ăn. Dạ, đúng rồi ạ. Một việc cơ bản như là cắm cơm anh không biết nấu đâu ạ. Cắm cơm nấu cơm điện cũng không biết làm. Dạ, đúng rồi ạ. Sao con không dạy? Cái đó nó dễ lắm mà. Dạy thì anh ấy cứ nói là anh không biết làm. Thôi vợ làm đi, anh không biết làm đâu. Rồi chăm hai đứa con gái thì là ai chăm? Chăm hai đứa thì là chủ yếu là con ạ, bởi vì con ở nhà nhiều. Anh ấy phải đi làm đến khoảng 5-6 giờ tối mới về ạ. Như vậy là trốn việc nhà nha, chứ không phải là không biết làm đâu. Biết đó nhưng mà trốn việc, cho nên mới nói là thôi vợ làm đi, anh không làm. Không phải, chắc nhiều khi sợ làm nó hư đúng không? Tức là đấy, cái suy nghĩ của con là như vậy. Với cả một phần là vì là có chị gái, thế nên là từ hồi xưa thì mẹ thường là chị làm hết. Vừa là mẹ làm vừa là chị làm, thành ra là con không có cái gì để làm. Và trước khi mà hai vợ chồng đến với nhau, chị cũng có gặp và nói cái vấn đề đấy rồi. À, là vợ chấp nhận rồi đúng không? Vâng, chấp nhận rồi. Con ỷ y cái điều đó cho nên đúng là thôi kệ, cứ nương theo vậy luôn á. Trốn việc đó con. Trốn việc, không biết anh chậm chạp. Trốn việc, ở nhà có lau nhà, quét dọn nhà cửa không? Có ạ, có lau nhà, con phải lau việc đấy ạ. Gỡ lại, dạ. Đúng chưa? Hả? Bởi vì bây giờ là không có chăm con gái cho nên con gái là chỉ có theo mẹ thôi là đúng rồi. Không? Rồi còn thật xấu gì nữa không? Thực ra chỉ có thế thôi ạ. Hồi nãy có nói là cái gì đó, ảnh tự nhận ảnh là sai lầm khi kể cho con nghe cái ngày đầu tiên mà gặp nhau mà nói về người yêu cũ. Dạ. Sai lầm đó là cái gì? Thì là anh ấy kể nhiều quá, nên là thỉnh thoảng con hay lôi ra để con nhắc lại. Như vậy là thật xấu là cô này. Oh. Đúng không con? Đúng không? Nếu vậy thì con chiến luôn đi con, chiến luôn cái vụ đó đi con. Thì sao nè? Tức là chắc là cũng vợ con là nhớ rất dai những cái chuyện cũ như thế. Tức là từ rất lâu rồi cũng có dịp là lại lôi ra để nói để chết rồi. Làm cho tâm lý của chồng bị bất ổn. Hay nói những cái chuyện cũ. Một chuyện cũ nhưng mà nhẫn nữa. Cái chuyện mà người yêu cũ đó mà lại nhớ từng ly từng tí, những cái tiểu tiết. Mà hôm ấy anh ấy lỡ đà anh kể nhiều quá. Đúng rồi. Em có chuyện để kể. Ngồi uống nước với nhau mà mấy tiếng đồng hồ thế mà kể không còn một cái gì. Bây giờ là nhớ không quên một chi tiết. Đúng rồi, ghi bộ nhớ hết. Rồi như vậy là có thể con quên rồi nhưng mà vợ con này vẫn nhớ. Nhớ dai. Thật đó là sao ta? Nhai đi nhai lại. Đúng rồi. Là mình sẽ đưa vào một cái gọi là
nhai đi nhai lại chuyện cũ, thù dai. Đúng rồi. Đó. Nên nếu mà thù dai vậy thì có khi nào là thấy coi trong danh bạ điện thoại thấy ai mà có tên trùng với tên người yêu cũ là xóa không? Có luôn. Hồi mới cưới nhau à, tức là hồi đấy thực ra là nhận yêu nhau rồi thì bắt đầu vào Facebook của con những ai tên như thế xóa hết. Không phải xóa chứ, tại vì mình đâu có biết cái người đó là ai đúng không con? Hãy cứ tên mà vậy là phải có cái sự nghi ngờ, là liên lạc với bồ cũ, delete liền. Diệt cỏ diệt tận gốc. Chứ sao? Trời. Cái đó cô đồng quan điểm. Bây giờ còn không? Bây giờ ấy ạ. Bây giờ thì nếu mà ai như thế thì cũng phá, với cả con cũng biết rồi thì con cũng hạn chế không tiếp xúc với ai tên như thế nữa. Rồi những cái gì liên quan đến người yêu cũ là đúng kêu dẹp hết luôn. Đúng. Ví dụ chứ sao? Thực ra là ví dụ như là nếu mà mình đi chơi những cái địa điểm nào thì hạn chế là không đi qua đấy. Không đưa vợ đến. Không đến những cái điểm mà mình đã từng đi qua với cô ấy đúng không? Đúng rồi. Delete luôn. Hay là ngay cả món đồ nó liên quan cao điểm đấy, món đồ ấy, tức ý con là hồi đấy là con rất thích mô tô. Những cái xe nó giống như là một cái mà mình yêu thích, mình rất là yêu quý nó. Thì khi mà bắt đầu yêu nhau là ngay lập tức vợ con đăng bài bán luôn. Rồi cô đồng quan điểm luôn. Bán luôn. Đồng quan điểm vì luôn là người yêu cũ đã ngồi trên yên rồi. Đúng rồi, cái hình ảnh nó gợi nhớ khó chịu tôi lắm. Tôi không muốn ngồi lên cái yên của người yêu cũ. Chính xác, xác cô đồng ý quan điểm như vậy là không phải tật xấu mà tật đúng em ơi. Rồi, tật rồi bây giờ đúng. Có tật xấu nào nữa không? Tật xấu à? Chỉ có một cái tật xấu là nhét lại cái thù dai, thù dai. Dai thôi. Thù dai. Thế là công nhận. Có một cái nữa là cũng rất là lớn đấy. Mình là, tức là tính cách vợ con hơi cảm xúc, tức là nhiều khi thay đổi như thời tiết. Và ví dụ như là đang bực một cái gì đấy thì ai đang đứng xung quanh gần là có thể là giống như giận cá chém thớt. Ôi trời ơi. Đấy thì có giận thể cá chém thớt có khi nào mà giận con mà la mấy đứa nhỏ không? Thường xuyên. Thế nên là cái mà đấy là tật xấu, hoặc, cái là, đấy là tật xấu. Hoặc là giận một ai đấy chẳng hạn, hoặc là vì một yếu tố nào đấy đang không vui chẳng hạn. Ví dụ như là vợ con đang không vui, con không biết con đi làm về là chào vợ rồi con ra con hôn vợ con chẳng hạn là một chàng mắng con bị té tát. Như thế tự nhiên bị giang miệng. Hồi đầu thì con không quen, bây giờ thì con quen rồi. Bây giờ mong muốn vợ thay đổi điều gì đây? Thì tức là hơi tiết chế lại cảm xúc một chút. Và nhận với con thì không quan trọng đâu, với các con ấy, mấy đứa nhỏ thì nhiều khi muốn là mẹ ơi con được điểm 10 chẳng hạn, ra chỗ khác các thứ lại mắng nó thì ảnh hưởng đến tâm lý. Cũng hứng. Đúng rồi. Nhưng mà anh không nghĩ là em cái cơn giận dữ của em lên nó như thế nào? Tại vì anh nhìn cái ngoại hình của em á, anh thấy em rất là thùy mị và rất là hiền. Sao đang từ chú mà chuyển qua anh vậy? Lộn. Chú thấy con rất là hiền thục, dịu dàng. Thì những lúc mà tích cơn của vợ con thì nó như thế nào? Nói chung là khủng khiếp. Trời. Vậy luôn hả? Tức là cái cảm giác đấy là làm cho con thấy là cái lần đầu gặp ở sân bay là đúng, tức là con bị áp vía luôn. Và ví dụ như bây giờ chẳng hạn thì là nhiều khi con bảo là nhá, mấy đứa mẹ đang tức là đang bực đấy, đang không vui đấy, cẩn thận giữ khoảng cách nhá. Tốt nhất là vào phòng đi học bài đi. Rồi là bây giờ thì có đi xuống với ba đi mua đồ đấy, có đi cùng không? Đấy để tránh, để ví dụ khi nào mà thấy có tín hiệu vui là bắt đầu lại quây quần lại vào vui vẻ. Tức là bây giờ cái giác quan thứ 6 của con là bắt đầu phát triển. Hoạt động cực mạnh đúng không? Cái cảm giác tốt hơn. Rồi, như vậy là con chỉ mong muốn vợ con á là điều tiết được cảm xúc của mình đúng không? Rồi, nhất là với các cháu thiếu niên nhi đồng đang sống trong ngôi nhà của mình. Còn cái chuyện mà nhớ dai kia có muốn bỏ luôn không? Thực ra thì cái đấy thì đến thời điểm này là cưới nhau cũng 5 năm rồi thì cũng tần suất xuất hiện cũng ít đi rồi. Thế nên là chắc là về sau này nữa thì vợ con sẽ quên rồi. Quên rồi. Thôi quên thôi chứ còn xóa, bà xóa hết dấu vết rồi. Còn đồng đây nhớ. Nhưng mà về tuổi trên Facebook cũng không còn, xe mô tô cũng không còn, các địa điểm mà con đã từng đi qua là không được đặt chân tới thì làm sao mà nhớ được. Đợt đó là quyết định là vào Sài Gòn sống là cũng là vì thế, để tránh đụng mặt ngoài Hà Nội. Ví dụ như thế. Rồi còn bây giờ con mong muốn chồng con thay đổi điều gì? Con mong muốn là anh ấy biết nấu ăn ạ. Anh ấy sẽ học nấu ăn ạ. Chia sẻ với con đúng không? Đúng rồi ạ. Con chỉ mong như vậy thôi. Đợt này là con cũng đang cố gắng đấy. Tại vì là con tập gym, con có chế độ riêng. Thì trước thì vợ con phải nấu cho con, bây giờ con tự nấu cho con được rồi. Thôi như được rồi. Là ok rồi. Bắt đầu một tháng này con chia sẻ thật là như thế. Ok, giờ chị Một có điều gì muốn chia sẻ với hai vợ chồng không? Đó, sau đó là tới em có một món quà bí mật tặng cho hai vợ chồng. Vậy đó hả? Em cũng làm cho chị bất ngờ nhiều cái. Bây giờ chị Một trước đi. Trời ơi. Chú Bin cũng là một kho tàng á, cần phải khám phá đó. Lâu lâu làm những cái điều mà mình cũng không ngờ được. Những cái lời chúc nha. Những cái lời chúc cho các cặp đôi á, thường là chú Bin mà chúc á là dính bầu, không biết tại sao vậy luôn. Những cái cặp hiếm muộn á. Thôi được rồi, tụi nó đủ rồi. Đấy, một đứa trai đang. Thôi đứa cần đứa trai nữa không? Thôi, tụi nó đủ rồi. Đủ rồi, đã có nếp có tẻ đầy đủ cả rồi, không cần nữa nha. Tại đầu năm em chúc cái đi hơn. Thôi đừng. Đầu năm á, thực ra đầu năm mới này á thì cô cũng không có cái gì mà cần phải là khuyên tụi con nhiều, là bởi vì cô hiểu được là vợ con nhìn rất là, không biết cái cơn giận cỡ nào, nhưng mà nhìn con á là cái người phụ nữ mà con đủ thông minh,
đủ bản lĩnh để con có thể quán xuyến được cái gia đình nhỏ của mình. Tuy nhiên thì con lưu ý một chút đến cái mong muốn của chồng con, đó là tiết chế về cảm xúc một chút xíu. À, đúng không? Để tránh cái chuyện là giống như là mình giận cá chém thớt, đúng không? Tại vì sau đây thì cái việc mà con mong muốn nhất là chồng con đã làm được phân nửa rồi. Có nghĩa là đã biết tự nấu nướng cho bản thân rồi. Sau đây sẽ là nấu nướng cho vợ và con mình ăn nữa, đúng không? Đúng không? Cho nên là cô chỉ chúc tụi con á là hạnh phúc và hạnh phúc. Dạ. Và thật ra đó thì là ngày đầu năm thì chúng ta nên nói những gì nó yêu thương, những gì nó tốt đẹp, những gì tươi sáng để cho một năm cho nó vận với những điều mà chúng ta mong muốn. Đó, thật sự là trước tiên là chúc mừng con. Chúc mừng con đã tìm được một người chồng tuyệt vời, một người cha cho đứa con của mình cũng rất là hoàn hảo. À, thì bên cạnh đó thì hôm nay chú cũng có một món quà đặc biệt là gửi tặng cho con. Đó chính là... Không phải. Đó chính là một lá thơ. Một lá thơ của ba chồng con viết cho con. Con có muốn biết không? Con có muốn nghe không? Trời, có chứ. Chị cũng muốn nghe nữa nè. Đây, ha. Đây là những lời tâm sự của ba chồng của con gửi đến con, ha. Gửi đến dâu của ba đó. Đúng rồi. Chú, tại vì chú là người miền Tây. Ba con, bố con thì là người miền Bắc. Cho nên xin phép chú được đọc bằng cái giọng của miền Tây, nha. Trời, dài nha con, dài nha. Rất là tình cảm nha. Con Thu Hương thương yêu, con đã làm con của bố mẹ được 4 năm. Quãng thời gian ấy đủ để con cảm nhận được tình thương yêu mà các thành viên trong gia đình ta đã dành cho nhau. Bố mẹ thương các con, quý các cháu thế nào thì con cũng đã biết. Bố mẹ không phân biệt trai, gái, dâu, rể, mà coi dâu hiền là gái, rể hiền là trai. Như quan niệm của ông bà, bố mẹ cũng yêu quý các cháu như nhau, không phân biệt cháu nội hay cháu ngoại. Thời gian hai con chung sống với nhau mới chỉ bằng 1/10 cuộc đời hôn nhân của bố mẹ. Quãng đường phía trước của các con còn dài. Bố mẹ mong các con cứ duy trì tình yêu thương, tôn trọng nhau đến tận cuối đời. Bố đã đọc được một câu: nếu chúng ta muốn duy trì cuộc sống chung, nếu chúng ta muốn duy trì cuộc sống chung dài lâu, chúng ta phải học cách hy sinh và tha thứ. Bố muốn con hãy cùng mẹ xóa đi những quan niệm cũ về nàng dâu mẹ chồng. Hãy vừa tôn trọng mẹ, vừa coi mẹ là người bạn tâm giao, để con có thể chia sẻ những buồn vui. Tất nhiên, khoảng cách thế hệ đôi khi cũng gây ra những bất đồng nho nhỏ. Lúc đó con hãy cởi mở và lắng nghe, bởi vì người đi trước ít nhiều cũng có nhiều kinh nghiệm. Bố mẹ chúc các con sức khỏe, thành công, hạnh phúc trong cuộc sống. Nhân đây, con hãy chuyển lời cảm ơn và lời chúc tốt đẹp nhất của bố mẹ đến những người làm chương trình đã cho bố mẹ có cơ hội chia sẻ cùng con vào dịp đầu năm mới này. Trời ơi, bố tuyệt vời quá. Con có một cái lời gì với bố đi. Con nhìn vô cái máy này nè, con nói cho bố với mẹ nghe đi con. Bố mẹ ơi, con cũng không biết nói gì nữa. Con rất là cảm ơn bố mẹ đã bao dung và thông cảm cho hoàn cảnh của con, luôn yêu thương con như là con gái á. Con cũng rất là yêu thương bố và mẹ. Con cảm ơn bố mẹ đã luôn yêu thương con ạ. Con muốn nói gì với bố? Trai nói gì với bố? Chú đây còn rất là cảm xúc. Thực ra là bố con là người tình cảm. Con cũng khi mà con cưới vợ ấy, thì mọi cái con thấy là bố mẹ con cũng làm và tức là cũng giúp hàn gắn, hay là dù trong hôn nhân vợ chồng như nào thì bố mẹ con luôn đứng ra để đưa lời khuyên và hàn gắn, và trong quá trình bố con về sống chung ấy thì bố mẹ con hỗ trợ rất là nhiều, cũng đã giúp đỡ hai vợ chồng rất là nhiều. Con muốn cảm ơn bố mẹ. Rồi. Rồi. Chú xin gửi cái lá thư này của bố con gửi cho con nha. Cảm ơn chú ạ. Rồi, xin chúc hai vợ chồng nha, sẽ luôn yêu thương nhau. Mình cũng liệm đi luôn á, bởi vì á, em biết không, những người đàn ông á, mà đặc biệt nha, đàn ông miền Bắc á, ngộ lắm, thực sự á. Con thấy không, mới đầu khi con đưa vợ về á, thì con nghĩ là bố bàng quan, đúng không, chỉ có mẹ là người là cái là để ý đến từng chi tiết, nhưng mà thực sự không phải vậy đâu. Tức là ông đứng ở ngoài, ông quan sát mọi thứ, và ông sẽ là người á, đứng ra để mà giống như người ta nói, cám kết tất cả những cái gì mà những cái lỗ dò á, mà nó có, nếu có thì ông sẽ là người làm điều đó. Yeah. Tức là những người đàn ông mình bắt nó ngộ đó. Yeah. Có một cái đó. Tại vì bố chị cũng như vậy, thành ra chị rất là nghe cái bức thư này thì cô muốn khóc theo luôn á.
thương quá. Thôi chúc mừng hai vợ chồng nha. Hai vợ chồng đã tìm được một hạnh phúc gần như là tuyệt đối và hoàn hảo. Và rõ ràng qua đây thì chúng ta mới hiểu được rằng hạnh phúc là lựa chọn. Các bạn chọn yêu thương thì chắc chắn các bạn đã chọn được hạnh phúc. Chúc mừng hai bạn.